hội được tìm hiểu về ngôi chùa Linh Thiêng còn có tên gọi khác là Bảo Quang Tự này, cũng như tham dự chương trình hái lộc đặc biệt đang diễn ra tại Bảo Tự. Từ bãi giữ xe, du khách theo con đường di sắc đi lên để đảnh lễ tôn tượng Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện sự che chở của Ngài. Tiếp đến, hãy dành thời gian để tham quan chùa Một Cột, một công trình độc đáo tọa lạc giữa hồ bán nguyệt phù mộng. Vừa ngôi chùa Một Cột, quý khách đi tiếp lên cầu tam quan để tận mắt ngắm nhìn sự hùng vĩ của nó. Một quý khách hãy đi tiếp vào phần viên dân chính điện, đang được trang trí những tác phẩm nghệ thuật được làm từ các mảnh hoa và các chất liệu dân gian. Sau khi chúng ta vào cổng, chúng ta tiếp tục đến đây, chúng ta thắp hương để cúng điện. Và chúng ta đi theo phía bên phải, chúng ta sẽ lên đỉnh Bồ Tự. Chùa vàng năm nay thì rất là nhiều em xinh đẹp đến chùa. Chủ duyên không biết là chủ duyên hay chủ duyên của ta cầu gì, chúng ta muốn chúng ta thích cầu. Chùa Bảo Tàng thật sự là rất rộng rực bạn. Rộng. Quá rộng. Và có thể đẹp hơn chùa Bái Đính nhé. Chùa vàng đẹp hơn chùa Bái Đính. Bái Đính đẹp này à? Bái Đính cũng đẹp nhưng mà không. Anh thấy ở Bảo Tàng đẹp hơn. Sao đi lên đi xuống đường này nhỉ? Đây đây, thấy đi lên đi xuống đường này. Nó quay lại thì phức tại mẹ tay ông nào rồi. Chạy không chạy còn nó đi xuống như kiểu là chạy xuống đất cái gì. Gì? Chưa vào nhau nha. Nga chụp không? Quá rộng nhỉ. Hai ba,
Hả? Có cái gì? Ngày đã về đây rồi. Chân tôi bài không nè ôi các bạn thấy đường lên đại bảo tháp cách 300 mét và có những bậc đá rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Con lên không em? Hay là đi vòng đây? Em lên đi, em lên rồi. Em có lên không? Hết rồi à? Hôm nay mày có thể nào nhá? Thể gì? Đấy. Đâu? Thái Phan ơi! Đi! Em hút. Lưới vào xin thẻ, tức là thẻ để thẻ lễ, thẻ chùa chứ có phải là thẻ như kiểu thẻ là vào đâu. Chưa. Anh chơi chùa thế nào à? Như cái mà giao thẻ xem thì làm ăn như thế nào với ấy đây. Này, xin thẻ rau quẻ, xin thẻ ở đây này. Tại một phát đúng cái gì vậy? Sau đó mỗi người khấn cần quá đẹp quý vị bạn, để một ngôi chùa như này quá đẹp. Chụp ảnh không em? Chụp ảnh đứng kia chụp. Không chụp à? Đây là bảo tháp. Và hãy đi đến trong số
trong mỗi năm một có những lời dạy của Đức Phật để mỗi người có hành trình có thể có được trong tâm trong mình đang trong hiện tại. Chúng ta cũng có thể đến hỏi các Phật tử trong nhóm trợ duyên để được hướng dẫn. Chúc quý Phật tử dù các thầm thương một tay mỗi hoàn thành trong ánh sáng của người phương trí Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái cách tăng trí của chùa Vàng rất là khác biệt. Ngôi chùa có tòa chính điện trong núi lớn nhất Đông Dương. Đến với chùa Ba Vàng, quý khách đừng bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu về ngôi chùa linh thiêng, còn có tên gọi khác là Bà Con Tự này, cũng như tham dự chương trình thái độ đặc biệt đang diễn ra tại buổi tự. Từ bãi giữ xe, quý khách sẽ còn được dắt đi lên để hành lễ tôn tượng Bát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầu nguyện sẽ trở trời từ ngài. Tiếp đến, quý vị từ xa về tham quan trong một cột, thì công trình rộng và nhất tọa lạc giữa hồ Bán Nguyệt Thời Mộng. Giờ môi trường một cột, cứ khách đi tiếp một cột tâm hóa, để tận mắt ngắm nhìn một cột tâm hóa. Đây là phía sau của chùa. Đây là đứng phía sau của chùa Ba Vàng, Uông Bí Quảng Ninh. Video của kênh Việt Nam Travel khám phá du lịch chùa đầu xuân cùng kênh Việt Nam Travel hôm nay xin tạm dừng ở đây. Để khám phá các ngôi chùa hoặc những video mới thú vị của kênh Việt Nam Travel thì rất mong rằng quý vị bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh. Đăng ký ở đây là đăng ký miễn phí quý vị bạn để nhận được những video mới thú vị từ kênh Việt Nam Travel. Và theo dõi những cái video ôm mới ngày của Việt Nam Travel. Một nữa xin kính chúc quý vị bạn chúng ta luôn vui vẻ, mạnh khỏe, an lạc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.